canh me kiếm 30k liền, bana 30k. Sau lưng có đối thủ Rabona một chạm, Ragbat and Vimu muốn như đó được rồi, chuyền thôi, quá giỏi. Classical AK chuyền cho đồng đội. Nhận bóng, Classical AK ghi bàn nhé. Tôi là Thi Freestyle, không dành cho khán giả, không thật sự mình nói ra mà. Áo đẹp anh em, áo của Neymar á. Neymar được quảng cáo cho Puma mặc áo này. Đây là lối vào của ban tổ chức giải đấu. Mẹ anh đây chơi vậy? Ok, bà con về. Hello. Sơn idol à? Sơn Lê Sơn. Giờ trời. Thấy tôi đây. Đúng rồi, đúng rồi. Bye bye. Chúng mày có được vô không? Không biết. Dạ. Thì cứ vô thôi. Bye bye. Giờ đi hội chợ rồi. Và đây là nhà thi đấu Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mới ở ghép mới. Mang gió rồi thổi ghép. Ghép này được quảng cáo gốc nè. Có ai xì tài giống tôi không? Comment cả nha. Hello anh Báo. Trời ơi. Gánh tim nha. Trời gánh gì nổi. Nay có trận bóng với câu bộ phóng viên đời sống và xã hội. Mang giày thôi nào. Hôm nay mình lại xỏ đôi Adidas Top Salah. Đôi này mình mua lâu lắm rồi, nhưng vì nó siêu nhẹ nên cứ thích mang hoài luôn. Giờ thì mẫu này hiếm lắm, ít ai bán. Muốn kim đôi mới thì chỉ có mua bản Top Salah Competition thôi. Ai hứng thú thì ghé Thanh Hùng Futsal nhé. Thanh Hùng Futsal, giày đầu ống chính hãng. Chi nhánh 1, 48 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2, 32A Thạch Thị Thanh, Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3, 27 đường D52, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là giveaway, mình sẽ tặng 3 voucher, mỗi voucher trị giá 200k cho 3 anh em có comment thú vị nhất trong video clip này. Ok. Top Salah. Hello, fan Liverpool đây rồi. Fan Liverpool kìa, nhìn áo biết fan Liverpool chắc luôn. Đây là toilet. Người review toilet. Anh em có thích mình review toilet ở các sân bóng không? Comment cái nha. Làm sao cũng được, không thua. Ok. Không thua thế nào là ok. anh chăm sóc bàn, anh xếp cái gì đi. Tên đạo này, tên đạo là ghi bàn. Ghi mày bàn. Còn thủ môn là không thua. Rồi. Xong rồi. Trời ơi. Xong rồi. Tổ 1, tổ 2 thi đấu xong. Bây giờ là tổ 3 nha anh em. Áo xanh là phóng viên đời sống và xã hội. Áo vàng là team chôm bóng đá. Ô là là, logo giải vô địch quốc gia HD Bank 2024 nè. Giờ mới thấy. Lâu lắm rồi mới được đá một trận futsal đúng nghĩa. Chứ toàn đi đá sân cỏ tàu 5-7 người thôi. Dày chân quá ta. Mới trượt chân một phát, sàn trơn dữ. Có thể là do cái đế giày của mình nữa. Nó cũ quá rồi nên ít bám sân. Không vào. Nhận bóng bằng gầm giày. Quan sát. Quyết định kiểm soát bóng ở một vị trí rất nguy hiểm. Canh me, kiếm 30k liền, bana 30k. Cùng xem lại nhé, đối thủ ập vô mà mở hai chân là mình nhét qua liền. Đá biên cho Phan Đăng Báo. Xơi, kèo trái lắc léo dữ trời. Quan sát đồng đội đang chống bên kia, dứt bóng qua đầu. Đổi gì thủ môn, không vào. Mình kìa. Tìm vàng bậc tường hay quá. Bây giờ là cu có tí nhô. Tài ơi. Từ biên bên này dẫn bóng qua biên bên kia luôn. Được chuyển ngang. Không qua được chân Phan Đăng Báo. Dứt điểm. Hay quá Khôi ơi. Wow, đường chuyền hay quá. Quyết định đột phá vào trung lộ. Đã bị bọc lót rồi. Quan sát trước khi nhận bóng. Vừa dắt bóng vừa chờ đồng đội bên cánh trái bước lên. Chuyền bóng ra biên liền. Chích mũi. Không vào. Dĩ theo luôn. Cơ hội cướp bóng nè. Đã thành công. Chạy
lại là dứt bóng kỹ thuật. Tỉnh kéo bóng về mà trượt chân một cái, giật gót về cho đồng đội, nhưng không có ai lên hết. Cặp bóng hay quá Phan Bảo ơi. Nhận bóng Classico AK. Ghi bàn nha. Skill này được Ricardinho, quảng vàng Futsal thế giới, thực hiện thành công trong trận gặp Tây Ban Nha ở World Cup. Nhận bóng ăn gầm dày, lít úp cho bóng bay lên hơi chết sang bên phải một chút, rồi tung cú vô lê bằng mu bàn chân. Đơn giản không anh em? Cùng xem lại nha. Thì đá banh giao hữu vui vẻ như thế này, mình hay cố gắng làm mấy skill này nọ. Anh em thấy hay thì đừng quên like, đăng ký kênh nhé. Số 7 sợ bị mình lấy 30k nên đứng khép háng không? Khép chân thì mình lừa, mình chuyền thôi. Rồi, số 1 theo 1 kèm 1 giữ chơi. Cơ hội cho đồng đội. Trời ơi, gian nạn. Đá biên, chuyền về cho Phan Đăng Báo. Phan Báo từng ăn tập futsal chuyên nghiệp, cho anh em nhìn cách đá là biết trình độ rồi hen. Giờ không đá chuyên nữa, giờ làm phóng viên. Vô môi trường phóng viên là làm mưa làm gió luôn. Báo nhận bóng ra trước mặt, tính sút nhưng tư thế không ok nên quyết định kiểm soát bóng tiếp. Ê, báo go. Classico AK chuyền bóng xuống đáy biên. Trời ơi, đi nhẹ rồi. Bạn không kèm gì hết vậy? Đối diện 1-1 với Cù Cotillo. Nhấp nhấp dữ vậy trời. Ê, thôi. Outside touch quay lên, giật gót về tuyến 2. An lên. Rồi xong, té nằm một đống luôn. Around the world. Và đây là tình huống cuối cùng của mình trong hiệp 1. Rồi, nãy giờ trơn quá, phải ra xịt nước ngọt vô cho đế giày. Mới xịt nước ngọt vô đế giày. Đó, giờ mới đít nè. Trời ơi, đó, giờ mới đít nè anh em ơi. Ok đó, giờ nghe chích. Đó, giờ mới đá được nè. Chứ nãy giờ là vô toàn trường té không à. Tranh thủ lúc giữa hiệp, múa skill thôi. Mạnh tạm thôi. Ôi cái dòng này dòng gì vậy? À, giải futsal đang đá đây hả? Trời ơi. Múa skill trên cái logo này. Phan Đăng Báo vừa nói múa skill chóng mặt quá luôn. Canh men hậu võ không để ý, kiếm cái 30k nào. À, áo xanh ăn 2-1. Ok, bắt đầu hiệp 2 thôi. Rồi, hết trái thay Minh Tổ. 3-2. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, 7, 8, 9, 10. 10 cái around the world và cái cuối miss. Trời ơi, dậy hai màu luôn. Cơ hội 2 đấu 1. Ây da, đường chuyền hơi trễ, nhưng cơ hội vẫn còn. Classico AK qua góc xa. Trời ơi, chệt cục dọc trong gang tấc. Sao thả cho em đá hoài vậy anh Hậu? Có được, ok.
Tắt 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 tắt. Nhá một cái, hai người đứng nhìn nhau luôn. Anh nhận bóng và Rainbow Blitz nè. Trời ơi. Vướng cái đầu của cầu thủ số 5. Tiếc ghê luôn. City lụm. Sau lưng có đối thủ, Rabona một chạm. Gone. Thả đi luôn. Hay. Cơ hội 3 đấu 2. Trả về, dứt điểm. À, băng tè le hột me luôn. Vậy cũng được hả Tuấn? Vậy Tuấn. Trời ơi. Rồi, mình đứng trên này luôn, ăn cắp trứng gà luôn. Chạy biên Tuấn, chạy biên Tuấn, chạy biên Tuấn. Đi chạy biên Tuấn. Đã vô đi. Không đá qua vạch vôi là không tính bây giờ. Trời ơi, đứa ơi. Crossover around the world. Team vàng quyết định tổ chức đá power play. Cậu chụp gôn đúng không? Cậu gôn đúng không? Chạy đấy, như chạy đấy. Ok. Ây chà chà, cụ Coutinho dứt cho bành hay quá. Khơi. First touch bằng chân trái, kiểm soát bóng bằng gầm chân phải. Rap bat and Vimu. Quá nhiều quá. Gôn kìa, gôn kìa. Khơi. Lại là Classico AK. Lần này không phải là cú sút mà là một đường chuyền nha. Anh em thấy hay thì like, đăng ký kênh cái đi. Cơ hội đối diện thủ môn. Ấy. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Nhá sút một cái vấp bóng té, gãy luôn cả đội bạn lẫn đội nhà. Ok, không sao, tập trung phòng ngự thôi. Tình huống phòng ngự 2-4. Chè đường chuyền về, đi vào trong để gôn lo. Trời ơi, khép góc gì kỳ vậy. Trời ơi, đứng trong đi. Kết thúc hai hiệp, team xanh thắng. Nhưng hai đội vẫn tổ chức đá penalty cho vui. Làm gì vậy? Thôi, đi xuống lẹ đi. Đi, phá hoài, chét hoài. Trời, nó trơn luôn, ướt nhẹp luôn à. Đặt banh sân futsal là phải đặt cho nó đứng yên. Đó. Hả? Quyết định lấy đà 1/2 sân cho có content. Di chuyển rất nhanh, đặt lòng góc thuận. Pha này ai miss thì người đó quê. Trời ơi, phải vậy chứ. Content, content. Ok. Xong. Một trận nữa, trời ơi. Nãy phải rưới nước ngọt lên cho nó bám nè, giờ mới rít, giờ đá mới được nè. Rít ngọt xong rồi chắc về nhà mà để đâu đó là kiến nó lên. Ok, một trận banh futsal trong nhà thi đấu. Anh em thấy hay nhớ like cái kênh nha. Mình Thánh Thi, chào gặp lại, bye bye.